Xin chào tất cả quý vị và các bạn cùng đến với bản tin ngày hôm nay. Nóng, ngoài MV có nội dung độc hại, Sơn Tùng MTP không tuân thủ bộ quy tắc ứng xử cho nghệ sĩ. Ông Lê Quang Tự Do, Phó Cục trưởng Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử, Bộ Thông tin Truyền thông khẳng định cục sẽ phối hợp với Cục Nghệ thuật biểu diễn, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch xử lý MV mới nhất của Sơn Tùng MTP. Ngay sau khi tiếp nhận phản ánh của dư luận về MV The No One At All, lãnh đạo Cục Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử PTTHNTTDT xem xét kỹ lưỡng sản phẩm này. Cục đã điều tra và thấy rằng nội dung này có tác động tiêu cực tới nhận thức lối sống giới trẻ, nhất là phân cảnh cuối cùng nhân vật chính nhảy lầu tự tử. Điều này rất nguy hại với giới trẻ. Ông Lê Quang Tự Do nêu cục PTTHNTTDT trao đổi và đi đến thống nhất với cục NTBD Bộ Văn hóa và Thể thao Du lịch sẽ dừng phổ biến MV này trên không gian mạng, đồng thời đề nghị cục NTBD xem xét hướng xử lý các nghệ sĩ vi phạm. Phó cục trưởng Lê Quang Tự Do cho biết lãnh đạo cục PTTHNTTDT cho biết MV mới của Sơn Tùng MTP vi phạm khoản 4 điều 3 nghị định 414/2020/NĐ-CP quy định biểu diễn nghệ thuật sử dụng trang phục, từ ngữ âm thanh, hình ảnh, động tác, phương tiện biểu đạt, hình thức biểu diễn, hành vi trái với thuần phong mỹ tục của dân tộc, tác động tiêu cực đến đạo đức, sức khỏe, cộng đồng và tâm lý xã hội. Hành vi này phải chịu xử lý theo nghị định 38 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực văn hóa và quảng cáo nội dung, buộc tháo gỡ phim, bản ghi âm, ghi hình văn hóa phẩm có nội dung độc hại dưới hình thức điện tử trên môi trường không gian mạng kỹ thuật số. Không chỉ có hướng gỡ bỏ MV trên không gian mạng, Sơn Tùng còn phải tuân thủ quy tắc ứng xử dành cho nghệ sĩ và Bộ Văn hóa Thể thao Du lịch mới ban hành. Bộ quy tắc ứng xử của người hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật do lãnh đạo Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch ban hành ngày 13 tháng 12 năm 2021, trong đó có nêu một quy tắc như lấy giá trị chân thiện mỹ làm mục tiêu, động lực để lan tỏa tinh thần, sứ mệnh của nghệ thuật, góp phần hình thành nhân cách, lý tưởng sống tốt đẹp, tình yêu quê hương, đất nước trong mỗi người và cộng đồng xã hội, không ngừng học hỏi, trao đổi kiến thức, nâng cao nhận thức chính trị, trình độ chuyên môn, kỹ năng nghề nghiệp, tích cực khai thác các phương pháp sáng tạo, thể nghiệm mới phù hợp với giáo dục, định hướng thẩm mỹ cho giới trẻ, tuân thủ các quy định pháp luật, sở hữu trí tuệ, không sáng tác, lưu hành, phổ biến, biểu diễn các tác phẩm có nội dung không phù hợp với giá trị đạo đức, văn hóa và truyền thống của dân tộc, gây tác động tiêu cực đến tư tưởng, thẩm mỹ của công chúng. Chúng tôi sẽ cập nhật những thông tin mới nhất. Xin chào và hẹn gặp lại.